Huyền thoại chứng khoán Nhật Bản tiết lộ ba tuyệt chiêu để đầu tư thắng lớn, 82 tuổi kiếm trăm triệu đô la, tạo nên kỳ tích chưa từng có. Ông Jinzo Kozakawa là người tạo nên huyền thoại trên thị trường chứng khoán nhờ dự đoán chính xác thị trường chứng khoán, thu hoạch chiến lợi phẩm lớn nhất trong đời ở tuổi 82. Thần chứng khoán Nhật Bản với tài phân tích thị trường chính xác đến bất ngờ. Ông Jinzo Kozakawa sinh tại Haigo, Nhật Bản vào năm 1897 và mất năm 1992 ở tuổi 95. Sinh thời, với óc phán đoán nhạy bén, dự đoán của ông về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán chính xác đến mức kinh ngạc. Vì vậy, ông được giới tài chính Nhật Bản gọi là vị thần của thị trường chứng khoán. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Kozo Kawer bắt đầu làm việc cho nhiều công ty thương mại khác nhau và tham gia thị trường chứng khoán ở Osaka. Sau vài lần đầu cơ, ông đã trở nên nổi tiếng với tên gọi nhà đầu cơ cuối cùng. Các nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng thế giới như Buffett, Soros đều đánh giá cao phương pháp đầu tư của ông. Cuộc khủng hoảng tài chính Nhật Bản năm 1927 đã biến ông từ Kozakura từ người giàu có trở thành một người trắng tay. Để làm lại mọi thứ, ông bắt đầu chăm chỉ đọc tất cả các loại sách và tài liệu liên quan đến kinh tế và nắm vững các quy luật cơ bản của sự biến động kinh tế. Sau ba năm nếm trải cuộc sống nghèo khó, Kozakura quyết định tham gia đầu tư chứng khoán với số vốn đi vay chỉ 70 yên. Ông nhanh chóng kiếm được 7.000 yên và trở thành một huyền thoại trên thị trường chứng khoán Nhật Bản vào năm 1933. Ông dự đoán chính xác rằng Mỹ sẽ ngừng áp dụng chế độ bản vị vàng thông qua những phân tích về số lượng tiền giấy được phát hành, số dư tài khoản và lượng vàng hiện có của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Không lâu sau, Mỹ tuyên bố bãi bỏ bản vị vàng. Thị trường chứng khoán Nhật Bản ngay lập tức lao dốc và đóng cửa. Điều này đã làm vỡ giấc mộng tỷ phú của Kozakawa, nhưng dự đoán chính xác của ông đã gây chấn động thị trường chứng khoán Nhật Bản. Năm 1976, do nhu cầu sử dụng xi măng ở Nhật Bản giảm mạnh, các nhà máy xi măng vừa và nhỏ lần lượt đóng cửa. Kawazoe phân tích rằng sự suy giảm của các công ty xi măng đã chạm đáy. Để giải quyết vấn đề thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng, chính phủ nhất định sẽ tiến hành các dự án xây dựng quy mô lớn. Nhu cầu sử dụng xi măng chắc chắn sẽ tăng vọt. Vì thế, ông âm thầm mua cổ phiếu của các công ty xi măng Nhật Bản đang được bán với giá rẻ. Sự thịnh vượng của ngành công nghiệp xi măng Nhật Bản dần hồi phục, kéo theo giá cổ phiếu bắt đầu tăng cao. Vào thời điểm này, Kozor đã mua 30 triệu cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận hơn 3 tỷ yên. Vào một buổi sáng năm 1981, tin tức về việc phát hiện ra các mạch vàng chất lượng cao ở mỏ Hihi-chajiki một lần nữa khiến Kozor cảm thấy hào hứng. Ông suy luận và lặng lẽ mua cổ phiếu của công ty khai thác mỏ vàng này. Khi kết quả số liệu khảo sát xác thực suy luận của ông, giá cổ phiếu tăng vọt nhanh chóng. Lúc này, Kozero đang nắm giữ đã lên tới 50 triệu, chiếm 16% số cổ phiếu đang lưu hành trong công ty và thu về một khoản lời lớn hơn 20 tỷ yên, tương đương 150 triệu USD hiện nay, tạo ra một huyền thoại trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Nguyên tắc ba con rùa để tạo nên kỳ tích trong đầu tư chứng khoán, đó cũng là kỷ lục cao nhất của Kozero tạo nên trên thị trường chứng khoán ở độ tuổi 82, kinh nghiệm 60 năm lăn lộn trong lĩnh vực đầu tư đã nhiều lần giúp ông tạo nên kỳ tích trên thị trường chứng khoán ông đã đúc kết thành nguyên tắc ba con rùa dưới đây cozer kaw chỉ ra rằng nếu bạn muốn kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định từ cổ phiếu bạn phải có một thái độ nghiêm túc và một phương pháp ổn định nhưng điều này không dễ đạt được nếu bạn có ý định dựa vào cổ phiếu để làm giàu ngay từ đầu thái độ đầu tư này chắc chắn sẽ khiến bạn thất bại do đó các nhà đầu tư nên giống như một con rùa quan sát tỉ mỉ và mua bán thận trọng theo ông đầu tư vào cổ phiếu giống như cuộc đua giữa rùa và thỏ họ quá tự tin và bị sự kiêu ngạo làm cho lóa mắt dẫn đến thất bại rùa dù đi chậm nhưng rất vững vàng và thận trọng nên trở thành người chiến thắng cuối cùng ba nguyên tắc con rùa quan sát kỹ lựa chọn thận trọng ngày một lựa chọn và sở hữu dài hạn những cổ phiếu tiềm năng có triển vọng trong tương lai nhưng chưa được nhiều người chú ý hai theo dõi những thay đổi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán mỗi ngày chăm chỉ nghiên cứu các công ty tiềm năng 3, đừng quá lạc quan, thị trường chứng khoán không tăng mãi và bạn phải thực hiện giao dịch bằng tiền của chính mình. Thị trường chứng khoán thay đổi khôn lường, nếu không nghiên cứu kỹ càng, hiểu rõ những cổ phiếu mình định mua và cứ quyết định vội vàng, bạn sẽ dễ dàng vấp ngã. Cách bạn bước đi nên giống với chú rùa, mặc dù chậm nhưng vững chãi và thận trọng. Khi bạn đang cảm thấy mọi việc thuận buồm xuôi gió thì đừng quên lời khuyên của Cozer chỉ ăn no 80%, không bệnh tật và không muộn phiền ông khuyên các nhà đầu tư hãy kiềm chế lòng tham và thu về khi đã đạt một lợi nhuận nhất định